Vâng, và vườn mai chích chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà là em lên được hai cây mai nha. Cây mai một cây thứ nhất là cây cúc 150 cánh nha cả nhà. Và cây thứ hai là cây dảo cây cúc lai, cây cúc lai đậu xanh, em nói lộn. Bây giờ đây, em sẽ quay đây nha. Rồi, đây là cái cây nha. Cái hoành của nó là 22, cao là 59 và ngang là 48 nha cả nhà. Thì cái cây này em ghép được 3 mắt bo nha, 3 mắt bo ha. Cây này cũng chơi Tết được rồi nha, mà lấy bo cũng được. Nhưng mà Tết thì chắc bông nó không có nhiều lắm. Lý do là em ghép tầm được khoảng 8 tháng thôi. Nhưng mà cái cây này bộ đế to nha, hoành tới 22 lận. Thì do chương trình đi ăn khách hàng nên em bán cái cây này... cây này em bán với giá là 800.000 thôi, vậy em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Cây này là cây cúc 150 cánh nha cả nhà, hoành 22 nha. Em chỉ bán với giá là 800.000 một cây thôi, vậy em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi và tiếp tục là cây cúc lai đậu xanh. Rồi. Đây, đây và cây cúc lai đậu xanh này nó có một cái hình rất là đẹp luôn nha. Đây tượng trưng như đây là tượng trưng như là mẫu tử nha, mẹ con ha, ôm nhau như thế này đây, mà cái gốc của nó là như thế này ha. Thì cái cây này cũng rất là to nha, cái hoành tầm khoảng hai mấy luôn. Em ghép được 4 mắt bo. Cái này về chúng ta để già xíu thì chúng ta lấy bo được rồi ha. Rồi cây này thì em bán với giá là 900.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Cái dáng rất là độc luôn á. Cây này em bán với giá 900.000 nha, 900.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi đây là cây cúc lai đọt xanh nha cả nhà. Xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai chích chè bông nha.